Dũng của đất vui không? Xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu gáy. Thì hôm nay sẽ đưa lên cho anh em xem một con bổi nổi để đi tập được rồi. Thì con này là âm giọng của nó rất là tốt nha anh em. Và con chim này là con chim khống, nói chung là về thúc gu, nói chung là khống thì cũng như là có những lúc nó không có gáy, cũng không có thúc gì hết nha anh em, nó gu luôn hai ba trang vậy đó. Nhưng mà tỷ lệ khống như vậy thì ít, nhưng mà con chim này là chủ yếu là nó thúc gu. Thì mới cũng đi tập được vài chuyến thôi, nó cũng rất là chịu rừng, nói chung là nó xuyên gáy nha anh em. Và không có chim thì nó cũng bật bờ qua nó đổ một hai trang. Thì cái phần lông ngực ở trước chỗ ức đây thì nó mới sang qua đi tập nên là nó cũng chưa có chân chim nên nó hơi trôi trôi, thì nó kè trước cái mặt quy á thì nó hơi sừ sừ lên. Thì con này hồi trước cái ngực của nó lúc còn nuôi bối mà chưa đi tập á, là nó có một cái rãnh nó chỉ ra nha anh em, ngay chỗ cái phần cái cổ đó. Để mình lấy cái góc nào cho nó sáng quay rõ cho anh em xem. Thì nó là cá dặm, nói chung là nó dặm 1 và dặm 2, nhưng mà dặm 2 ít, chủ yếu dặm 1 và thúc nhặt nhanh. Còn tiếng cái tiếng gu của nó là về tiếng giống của nó thì rất là tốt nha anh em. Nói chung là con này thì đẻ thổ rồi, thì âm giọng của nó nghe rất là đẻ, nó cũng cắn sơ ít đông nha anh em, chứ không phải là thổ rặt. Thì từ cái thu thở nó và quy đóng dây, cái dàn quy của nó rất là dày nha anh em, dày và kín. Chân thì to vặm, hai bên nhân đều, khô là nó mới bền nha anh em. Thì cái thủ nó dài, đầu mặt con chim này nó rất là lì nha anh em, cườm lẻ xuống nó dưới ngực luôn. Em sẽ quay kỹ cái mặt nó cho anh em xem. Đây là phần lông vi lưng. Chắc lông con chim này thì nó hơi vàng đỏ đỏ chứ không phải là bạc nha anh em. Còn cái phần lông hậu của nó thì đúng màu sậm chứ không phải màu trắng, nó bền. Thì mình sẽ đó là cái miệng nó nha anh em. Chim mà đóng rất là đẹp, rất là xuyên. Thì bây giờ chỉ là anh em đi tập thêm chung kèm chung với cu mồi á, là anh em chỉ chờ nó bắt bồi thôi.
rồi, mình cũng nói hết về nó rồi. Thì đánh giá nhìn nhận thì anh em mỗi anh em có một cái cách nhìn nhận khác nhau. Anh em cứ thấy nó hợp những cái, nó có những cái gì mà nó hợp với anh em á thì anh em cứ alo, mình sẽ giao lưu cho anh em. Vừa anh em nuôi thêm và chờ bác bội thôi. Rồi, chào anh em nha.